Và chúng ta tiếp tục với nhóm toán tự so sánh. Thì ở đây các bạn thấy chúng ta có các toán tự như là lớn hơn, bé hơn, lớn hơn hoặc bằng, bé hơn hoặc bằng, bằng bằng và khác bằng. Chúng ta sẽ thử quay lại clip và chúng ta xem ví dụ về nhóm toán tự so sánh này. Các bạn thấy tôi cũng tạo sẵn một ví dụ mẫu và chúng ta đến với trường hợp thứ tư tìm hiểu về các toán tự so sánh. Tôi có number 1 bằng 20 và số thứ hai của chúng ta bằng 10. Ở đây chúng ta lưu ý rằng kết quả của toán tự so sánh nó sẽ trả về kết quả true hoặc là false. Và ở đây các bạn thấy tôi có các toán tự so sánh như thế này. Bây giờ nếu như tôi gọi 5, tôi gọi đến toán tự so sánh lớn hơn 3. 5 lớn hơn 3, biểu thức này nó sẽ trả về một kết quả hoặc là true hoặc là false. Như vậy để nhận được kết quả này thì tôi tạo ra một biến result. Biến này thuộc về kiểu dữ liệu là boolean. Như chúng ta biết, kiểu dữ liệu boolean nó chứa được hai giá trị true hoặc là false. Và kiểu dữ liệu boolean trong trường hợp này nó phù hợp để nhận kết quả trả về từ toán tự so sánh. Như vậy tôi đặt như thế này: result bằng number 1 lớn hơn number 2. Tiếp tục number 1 lớn hơn hoặc bằng number 2. Number 1 bé hơn number 2 và vân vân đến toán tự so sánh cuối cùng đó là khác bằng. Để các bạn dễ thấy hơn thì chúng ta cứ thực thi ứng dụng này và chúng ta sẽ nhận được kết quả như thế này. Số thứ nhất là 20, số thứ hai là 10. Toán tự đầu tiên lớn hơn. 20 lớn hơn 10 thì các bạn thấy đây là một điều hoàn toàn đúng. Do đó kết quả nhận về là true. 20 lớn hơn hoặc bằng 10 thì điều này cũng đúng. 20 bé hơn 10 thì đây là sai. 20 bé hơn hoặc bằng 10 thì điều này cũng sai. 20 bằng với giá trị 10. So sánh bằng thì chúng ta sẽ sử dụng hai dấu bằng. Còn nếu như chúng ta sử dụng một dấu bằng thì các bạn thấy nó sẽ là gán một giá trị cho một biến. Tiếp tục, 20 thì rõ ràng nó khác với giá trị 10. Do đó kết quả này trả về là true. Mục đích của chúng ta khi đặt các biến này vào để là khi chúng ta có thay đổi ở phía trên thì những phần giá trị ở phía dưới chúng ta không phải cập nhật lại. Ví dụ tôi để ở đây là 3 và 5 thì các bạn thấy tôi không cần di chuyển xuống những nội dung này để chúng ta thay đổi, mà chúng ta đã gắn nó thành number 1, number 2 và biến result rồi. Tôi sẽ thử thực thi lại. 3 lớn hơn 5 thì sai. 3 lớn hơn hoặc bằng 5 cũng sai. 3 bé hơn 5 thì đúng. 3 bé hơn hoặc bằng 5 cũng đúng. 3 thì không bằng 5 được. Do đó nó trả về false. Và 3 khác 5, điều này là đúng. Như vậy các bạn thấy nhóm toán tự so sánh chúng ta cũng tìm hiểu xong. Và thực chất nó không có gì là phức tạp cả.